Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp build. Thì build ở đây có hai dạng là build tách lớp và build đổ thẳng. Thì tôi xin nói với các bạn về build tách lớp. Thì ở đây build tách lớp có 3 cách đổ. Thì cách thứ nhất là ta dùng muỗng, cách thứ hai là ta dùng vít gơ, cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng chai rượu đổ trực tiếp. Thì ở đây tôi sẽ chỉ các bạn 3 cách luôn ha. Thì đầu tiên các bạn dùng cái ba xà bôn. Rồi, các bạn cầm, các bạn quay ngược lại như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ rượu trực tiếp vô đây. Chúng ta sẽ đổ rượu trực tiếp vô đây. Thì rượu nó sẽ chảy từ từ trên cái miệng ba xà bôn, nó sẽ chảy xuống cái ly. Các bạn nhớ ha. Cách thứ hai là mình sẽ dùng trực tiếp cái vít gơ, mình đổ thẳng vào cái ly. Thì tay mình sẽ giữ một cái ly, tay lúc nào cũng phải giữ một cái ly ha, để tránh tình trạng là cái ly nó chạy, hoặc bạn mình ở trong ngoài bar đi ngang đụng mình sẽ đổ ly rượu. Đây là cái vít gơ. Thì các bạn phải đưa cái miệng vít gơ đụng với cái miệng ly ha. Các bạn phải đưa cái miệng vít gơ đụng với cái miệng ly. Tôi làm lại một lần nữa. Các bạn đưa cái miệng vít gơ đụng với cái miệng ly. Sau đó các bạn nâng lên từ từ. Các bạn nâng lên từ từ. Rồi sau đó mình đổ vô. Cách thứ ba là khi các bạn đã làm một bartender chuyên nghiệp rồi, là mình không dùng muỗng, mình cũng không dùng vít gơ, buộc mình phải dùng chai rượu, thì lúc đó mình mới là bartender chuyên nghiệp được. Thì một tay mình sẽ cầm cái ly, còn một tay phải mình sẽ cầm chai rượu. Thì mình để ngay cái miệng ly ha các bạn ha, mình để ngay cái miệng ly. Sau lúc đó mình sẽ nâng cái chai lên từ từ. Thì đây là ngón tay mình sẽ làm đòn bẩy. Đây là ngón tay làm đòn bẩy. Các bạn nên nhớ là miệng chai và miệng ly phải áp sát vào nhau. Rồi sau đó mình đổ xong mình ăn vô. Và đặc biệt một điều, khi pha những món cocktail như B52, B53, B54, nói tóm lại là những món đốt, thì lúc nào cũng phải đi kèm một ly trà đá và một cái ống hút. Từ tầng thứ hai của công thức mà liên quan tới đốt như B52, 53, 54, thì lúc nào mình cũng phải có miếng khăn giấy để mình lau lại cái giọt rượu, để cho giọt rượu nó không có dính vào thành ly. Các bạn nhớ điều đó giùm tôi. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài hôm sau.